Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong video ngày hôm nay. Thì video hôm nay Hưng xin chia sẻ với các bạn 6 thời điểm trong ngày mà các bạn nên uống mật ong để phát huy được tốt nhất những dưỡng chất mà mật ong đem lại cho cơ thể chúng ta. Thì đầu tiên là mật ong chúng ta nên uống vào buổi sáng sớm. Lý do chúng ta nên uống mật ong vào sáng sớm tại vì là mật ong sẽ giúp chúng ta làm sạch dạ dày. Thì uống một cốc nước mật ong vào sáng sớm giúp làm sạch dạ dày, đồng thời giúp cơ thể loại bỏ chất thải. Hình thành được thói quen như vậy sẽ giúp cơ thể luôn được làm sạch kịp thời. Nếu thường xuyên uống nước mật ong vào buổi sáng, bạn sẽ thấy mình đi tiêu gần như đều đặn mỗi ngày. Năng lượng do mật ong tạo ra cao hơn so với sữa khoảng 5 lần. Nhờ vậy, nó có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể con người trong khoảng thời gian rất ngắn, loại bỏ cảm giác mệt mỏi và đói bụng thường xuyên xuất hiện vào buổi sáng sớm. Buổi sáng uống mật ong, bạn có thể nhanh chóng bổ sung vật lý. Vì vậy, tinh thần cũng thoải mái, hưng phấn và tích cực hơn. Với người cao tuổi thì thói quen uống một cốc nước ấm mật ong có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, giúp dễ đại tiện hơn. Duy trì thói quen này sẽ giúp cơ thể loại bỏ các độc tố tích tụ lâu ngày. Thêm chanh vào cốc nước mật ong để tăng tác dụng, vì chanh giúp lợi tiểu, phá bỏ những độc tố thường xuyên hơn và giữ được tiết niệu của bạn khỏe mạnh hơn. Như vậy là vào buổi sáng sớm, bạn có thể pha một cốc nước mật ong với nước ấm và vắt thêm một chút chanh. Nó như một cốc nước ngọt rất dễ uống và rất có lợi cho sức khỏe. Thời điểm thứ hai trong ngày, chúng ta có nên uống mật ong để tốt cho sức khỏe, đây là vào buổi chiều. Thì vào buổi chiều, khi uống mật ong chúng ta sẽ giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể. Vào buổi chiều khoảng giao thoa giữa bữa trưa và bữa tối, cũng là lúc thời điểm cơ thể mệt mỏi và đói, tiêu thụ năng lượng rất lớn. Lúc này cơ thể đang ở trạng thái đói, bổ sung một cốc mật ong sẽ xóa đi sự hỗn loạn của não bộ, đồng thời giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Các chất đường trong mật ong được cơ thể hấp thụ rất nhanh, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trong máu. Một cốc nước mật ong đúng lúc giúp bổ sung năng lượng và là nền tảng cung cấp cho các hoạt động của cơ thể trong 2-3 giờ tiếp theo. Đặc biệt là đối với vận động viên hay những người hoạt động thể chất cường độ cao thì uống một cốc nước mật ong trước và sau khi làm việc căng thẳng cũng rất hữu ích. Thì chúng ta có thể uống một cốc trà mật ong hoặc là uống một cốc mật ong pha với lại nước ấm. Thì vào buổi chiều sẽ giúp cơ thể chúng ta không mệt mỏi và có nhiều năng lượng để làm việc tiếp. Thời điểm thứ ba trong ngày mà chúng ta nên uống mật ong đấy là vào buổi tối, hỗ trợ giấc ngủ và an thần. Người Trung Quốc có câu nước muối buổi sáng, nước mật ong buổi tối. Câu đó có nghĩa là nước muối uống lúc đói, khi dậy sớm mỗi ngày, mỗi đêm trước khi đi ngủ uống một cốc nước mật ong. Mật ong có nhiều đường, vitamin, có thể điều chỉnh chức năng hệ thần kinh, làm giảm căng thẳng thần kinh, thúc đẩy giấc ngủ và không có tác dụng phụ. Một cốc mật ong trước khi ngủ có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong mật ong có một lượng đường và vitamin nhất định giúp điều chỉnh chức năng hệ thần kinh và thúc đẩy giấc ngủ mà không mang lại bất kỳ tác dụng phụ nào. Hơn nữa, mật ong làm tăng hàm lượng insulin. Hormone insulin có thể kích thích sự giải phóng tryptophan trong não. Tryptophan sau đó được chuyển thành serotonin, hormone thư giãn và tâm trạng tốt nên thúc đẩy giấc ngủ ngon. Ngoài ra, thói quen uống mật ong trước khi đi ngủ còn giúp bạn giảm cân, vì cơ thể bạn sẽ bắt đầu đốt nhiều chất béo hơn vào ban đêm. Mật ong nguyên chất chỉ chứa 64 calo mỗi cốc và nó sẽ cho bạn cảm giác no trong suốt cả đêm. Đối với trẻ em thì không nên dùng mật ong. Với trẻ em dưới 1 tuổi, uống 2 muỗng cà phê mật ong 30 phút trước khi đi ngủ sẽ giảm bớt cơn hoa đêm. Tức là đối với trẻ em thì bạn có thể cho các bé uống 2 muỗng cà phê mật ong trước khi đi ngủ khoảng 30 phút để các bé không bị hoa về đêm trong cái thời tiết chuyển sang đông này. Thế nhưng mà tránh là không nên cho các bé dưới 1 tuổi uống, tại vì các bé dưới 1 tuổi chưa thể hấp thụ nhiều lượng đường như thế. Không những vậy, uống mật ong trước khi đi ngủ cũng là một trong những cách an toàn nhất để giúp làm sạch chất độc trong hệ tiêu hóa của cơ thể. Các chất kháng khuẩn có trong mật ong hữu cơ có thể giúp tiêu diệt các mầm gây hại trong ruột. Thời điểm thứ tư mà chúng ta uống mật ong sẽ rất tốt, đây là uống sau bữa ăn, giúp thúc đẩy tiêu hóa. Mật ong có tác dụng là điều tiết chức năng tiêu hóa, khiến dạ dày tiết axit nhiều hơn bình thường sau khi ăn, đặc biệt là sau khi ăn no. Chức năng tiêu hóa của dạ dày dễ bị suy giảm, đi tiêu khó. Một cốc mật ong giúp tăng cường vai trò của nhu động ruột, có thể thúc đẩy bài tiết axit dạ dày bình thường, rút ngắn thời gian đại tiện một cách đáng kể, khiến bạn có cảm giác nhẹ bụng,
Như vậy cũng giúp bạn hạn chế bớt được những tác động xấu của những bữa ăn tối quá đà. Tức là mình ăn no thì mình uống mật ong vào sẽ giúp tiêu hóa nhanh hơn. Cách thực hiện vô cùng đơn giản, đây là bạn uống một cốc mật ong, một cốc nước mật ong 1 đến 2 giờ sau bữa ăn. Thời điểm thứ năm mà các bạn nên uống mật ong đó là trước bữa ăn thì ngăn chặn axit dạ dày. Mật ong có thể đóng một vai trò điều tiết trong việc bình thường hóa hoạt động tiết axit của dạ dày. Trước bữa ăn nửa giờ, một cốc nước mật ong có thể ức chế tiết axit dạ dày, do đó làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày. Đối với những người bị viêm loét dạ dày thì uống một cốc nước mật ong ấm mỗi ngày khoảng 10ml mật ong pha với một cốc nước ấm. Sau một thời gian, tình trạng viêm sẽ giảm đáng kể, thậm chí khỏi hẳn. Thời điểm thứ 6, uống mật ong trị ho cảm lạnh. Thì mật ong chứa hàm lượng lớn kháng viêm và kháng khuẩn, được coi là một trong những vị thuốc kháng sinh tự nhiên tốt nhất giúp ngăn ngừa các virus, vi khuẩn gây bệnh. Đồng thời, mật ong cũng có tác dụng làm ấm và dịu cổ họng, giảm ho, nong đờm hiệu quả. Mật ong thường được dùng để điều trị ho và cảm lạnh tại nhà, do chúng có đặc tính kháng khuẩn mạnh, giúp giảm đau họng và làm dịu cơn ho. Có thể sử dụng trà mật ong với một ít nước cốt chanh hay siro mật ong như lá hẹ, hấp mật ong với lại húng chanh, lá hẹ, quất, chanh ngâm thì uống vào buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ sẽ có công dụng rất tốt. Ngoài tác dụng chữa ho thì khi uống một cốc trà chanh ngâm mật ong cũng tạo nên tâm trạng thoải mái, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Trên đây là 6 thời điểm các bạn nên uống mật ong để phát huy tốt nhất các tác dụng của mật ong cũng như là để chữa ho cảm lạnh. Thì các bạn nên nhớ là chúng ta có thể uống vào buổi sáng sau khi ăn, vào buổi chiều, vào cái thời điểm giữa trưa với lại chiều khi mà chúng ta đói. Uống trước khi ăn khoảng 30 phút, uống sau khi ăn khoảng 1 tiếng, hoặc là uống trước khi ngủ 30 phút. Đấy là những thời điểm chúng ta nên uống mật ong để phát huy tốt nhất những cái công dụng của mật ong. Chúc các bạn sẽ có một sức khỏe tốt để làm việc và sinh hoạt. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh của Hưng để ủng hộ cho Hưng ra những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.